Ây vô các bạn ơi, MacBook Pro 1 chính hãng MacBook này để có mặt tại Minh Tuấn Mobile bay, và sáng nay Hưng đang có mặt tại 43 Trần Quang Khải để mà cùng theo cho khách hàng tới đặt hộp sản phẩm MacBook Pro 1 này. Mà thôi không nói nhiều nữa, bây giờ cùng Hưng đi vào trong để mà có thử là sản phẩm này có như là giang hồ đồ không nhé. Let's go, đi thôi. Mình đang cầm trên tay là MacBook Pro 11 Pro. Pro. Rất ok. Anh thấy thứ nhất là cái sự chăm sóc khách hàng rất là tốt, tại vì rất là chủ động gọi. Trước khi mà khách hàng nhắc thì đã có người gọi tới và nhắn tin tới, thì cái trải nghiệm khách hàng nó rất là tốt. Cũng hơi bất ngờ do bữa mọi người hẹn là qua đầu tháng 1 á, mà hôm nay trả thì giống như là quà Noel vậy. Mình đặt cũng hơn 2 tuần thôi. Mình tính hứa mình hài lòng thì đúng hài lòng rồi. Mình không nhớ lắm thời gian mình đặt hàng, nói chung là cũng lâu đấy. Nhưng mà mất ăn mất ngủ. Thật ra đối với mình như vậy là nhanh rồi. Không, thật ra mình sớm ấy chứ. Mình được hẹn là cuối tháng cơ, nhưng giờ là cũng gần cuối tháng. Là sớm hơn 5 ngày. Nói chung là tốt. Good job. Hiện tại thì mình thấy là thiết kế nó vẫn như cũ thôi, nhưng mà cái hiệu năng thì thấy nó rất ok. Anh nghĩ là như mọi năm thì cái MacBook nhìn nó vẫn sang nhất, ego nhất và elegant nhất. Nhưng mà kỳ này cái mà điểm đáng chú ý nhất là con chip. Chip M1 khá là nhỏ gọn và rất là hợp với con gái. Thật ra thì thiết kế MacBook từ xưa này nó không khác gì cả. Nhưng mà đối với một người là đầu tiên chuyển từ Windows sang MacBook thì đối với mình thiết kế như vậy là đẹp. Nhưng mà mình nghĩ là với người dùng lâu năm thì ra họ sẽ ưng thôi, bởi vì thiết kế này thì tốt rồi nên đâu có gì để thay đổi đâu. Anh thấy là rất nhanh hơn kiểu này là AMD với lại Intel là chắc rồi. Chưa rồi, nhiều hơn mà mọi người đem đi dán màn hình rồi nên là đã từ từ trải nghiệm nè. Okay. Thật ra thì mình mua MacBook Pro 11 chủ yếu là để lấy cái thời lượng pin và cái hiệu năng của nó. Bởi vì đây là một trong những thứ mình thấy nói chung là nó cũng thay đổi rất là nhiều từ những cái đời Intel. Đặc biệt là hiệu năng nó mạnh, rất là mạnh với con chip M1 á. Thì mình thấy đây là cái thứ làm cho mình thay đổi cái suy nghĩ từ trước cái này của mình là không muốn mua MacBook, thì bây giờ lại đâm đau muốn mua. Đấy. Rồi, ok. Chứ cái giá tốt đó, giá tốt. Dịch vụ của Minh Tuấn Mobile thì rất là ok. Chắc là phải đánh giá lên thang 10 đấy. Ok, rồi, dạ, cảm ơn anh. Rồi, ok, ok. Hiện tại thì mình mới đặt hàng thôi, cũng chưa trải nghiệm dịch vụ gì lắm, nhưng mà quà tặng thì rất là ok nên là cũng 9/10. Nếu anh hứa đúng hẹn với mình thì chừng cho 10 điểm rồi. Ok. 12 điểm rất cao đấy nhá. Và hai sản phẩm MacBook Air 11 và MacBook Pro 1 là hotel đánh giá thì quá ấn tượng luôn về thiết kế và tính năng. Phải nói là đồ Remy Faston Lestime đó các bạn ơi. Và cái điều mà ấn tượng nhất là bộ quà tặng 3 triệu đồng và chỉ có độc quyền tại Minh Tuấn Mobile có thôi. Quá hấp dẫn và dành riêng cho MacBook luôn. Đó, các bạn đánh giá thế nào về MacBook Pro 1 thì hãy cho Hưng biết comment ở dưới nha. Và bây giờ thì nhớ like, share và subscribe kênh Minh Tuấn Mobile. Xin chào, hẹn gặp lại.